ơi, Hẹp mà mắc cười. Hẹp, cái này thì nó hơi kỳ kỳ xíu nè. Những cái mối tình trước của bọn con á, nó đều gần giống như nhau. Rồi hỏi thích ăn cái gì cũng giống giống nhau. Rồi đi ăn đi uống rất là hợp. Cái xong lúc mà con thấy trời ơi toàn là hình gái xinh không, kiểu thì con mới nói là chỉ có ai mà hay coi người ta mới đề xuất thấy vậy. Cái mình kiểu mình cũng giận, ghen lắm, còn ghen quá trời ghen, giận con làm đùng đùng lên. Chồng con cũng kiểu giống như thật ra thì coi thôi chứ không có gì hết. Xong hai đứa cãi nhau qua cãi nhau lại, chồng con giục điện thoại qua cái cửa kính ô tô luôn. Chỉ có một cái là rất là lười tập thể dục thôi, mà con không có chăm gì hết, con cũng đi làm mí, con không nấu ăn gì hết mà đó cứ phì phì lên từng ngày rồi vậy. Mà cứ ai cũng nói là như là chắc là vợ chăm khéo lắm nè. Lần đầu tiên thì cho con xin chào cô Hồng Vân, chú Quốc Thuận và tất cả các khán giả đang xem chương trình Vợ Chồng Son. Con tên là Tú Uyên, hiện tại thì con đang làm việc tự do. Năm nay con 28 tuổi rồi. Con làm gì tự do? Dạ con thì hiện tại là con đang làm mẫu ảnh, cũng có đi quay phim nhỏ nhỏ. Mời ông xã của Uyên. Dạ con xin gửi lời chào đến cô Hồng Vân và chú Quốc Thuận. Con tên là Hoàng Huy, hiện tại con đang làm lập trình viên và năm nay là con 28 tuổi. Dạ. Vậy thì cái cơ duyên nào các con gặp nhau rồi lại thích nhau, rồi có ấn tượng gì về nhau? Có một điểm đặc biệt mà tất cả khi mà con gặp bạn bè hay là ai đó mà con giới thiệu về hai đứa bọn con á thì bọn con là sinh cùng ngày, cùng tháng và cùng năm luôn ạ. Wow, sướng ghê. Trời ơi. Con với vợ con thì là cùng học chung với nhau vào trường cấp 3. Bọn con học chung nhưng mà tụi con không có biết đến nhau. Trong lớp học thì có một bạn tụi con chơi chung. Thì bạn đó vô tình cũng là bạn chơi chung với Tú Uyên. Hôm đó là cũng là sinh nhật, nhưng mà là sinh nhật của con bạn đó. Thì hôm đó là con về dự sinh nhật của con bạn đó. Thì trong buổi tiệc sinh nhật đó thì con có gặp Tú Uyên. Ấn tượng đầu tiên khi gặp nàng Tú Uyên sao nè? Dạ là một cô gái rất là nhìn rất là sang chảnh. Ở độ tuổi rất trẻ đã đi một chiếc ô tô tới, nên gần như là tụi con rất là bất ngờ. Dạ. Bên cạnh đó thì trước đó là con cũng biết Tú Uyên qua mạng xã hội. Cái ấn tượng thứ hai là về ngày sinh. Trước giờ thì con cũng chưa ai gặp trùng ngày sinh với con. Con biết là Tú Uyên có thời điểm đó là có bán hàng online. Thì con mới vô coi rồi sau đó là có mua ủng hộ không? Dạ có. Sao không mua sao quen người đó. Trời đất ơi. Còn con nói phần con đi con. Con thì ban đầu đúng như bạn nãy bạn có kể là bọn con có học chung cấp 3. Nhưng mà thật sự là trong 3 năm đó là không hề biết nhau gì luôn. Cái đợt đó mà trước cái ngày mà sinh nhật á, thì tự nhiên bạn này có kết bạn Insta với con trước. Thì con mới để ý là ủa sao cái bạn này để cái ngày tháng giống mình. Thì con mới rồi thấy có rất là nhiều bạn chung. Rồi đến cái hôm mà đi ăn sinh nhật thì con mới thấy ủa sao quen quá vậy ta. Nhưng mà thật ra thì lúc đó là con cũng đang có một vài kiểu một mối quan hệ khác đang tìm hiểu, nên là con cũng không để ý bạn này luôn. Không để. Rồi sau đó hai đứa làm sao mà coi như là có được những cái mối quan hệ mà nó dài lâu mà thấm thiết nè? Một phần đó là do cái thằng bạn thân của con, cái bạn mà tổ chức sinh nhật cho em bé đó thì mới là Mai. Cái khi mới nói là Huy là lớp trưởng của lớp tao á, hồi xưa là học giỏi nè, rồi bây giờ thì đi làm thì cũng chịu khó làm lắm. Cái chị nói với con vậy á, cái xong tự nhiên anh này về nhắn tin hỏi mua đồ. Thì con cũng trả lời lịch sự bình thường thôi. Có bạn cũng có hẹn con đi cà phê thì bọn con mới ngồi nói chuyện. Trời ơi, Hẹp mà mắc cười. Hẹp, cái này thì nó hơi kỳ kỳ xíu là những cái mối tình trước của bọn con á, nó đều gần giống như nhau. Rồi hỏi thích ăn cái gì cũng giống giống nhau. Đi ăn đi uống rất là hợp. Trong quá trình tìm hiểu thì bọn con có nghe một cái bài thời điểm đó cũng đang rất nổi tiếng là Mượn Rượu Tỏ Tình của anh Big Daddy. Thì hôm đó là bọn con có rủ nhau đi chơi, cũng một nhóm bạn chung với nhau. Bọn con đi chơi xong rồi tối hôm đó thì mượn cái bài đó, và cũng là mượn trong cái bối cảnh giống như bài đó là con tỏ tình với bạn. Khi đó thì bắt đầu bọn con mới chính thức là quen nhau. Vậy là từ ngày mà tụi con quen nhau đó cho đến lúc mà ngày cưới á, là xa không? Lâu không? Lâu ạ. Là bọn con bắt đầu quen nhau từ năm 2019. Thời điểm cưới là năm 2021. Nhưng mà từ lúc mà các con quen nhau đến lúc cưới á, là chú thấy hai đứa rất là đẹp đôi. Dạ. Hai đứa rất là trẻ trung, rất là năng động như vậy. Thì không biết là có những cái sự trắc trở, có những cái sự cãi vã gì cãi đó. Nhau rồi là có giận hờn trước có khi ghen cưới. Tuông gì không? Vô số lần. Cái hôm mà hai đứa đang đi xe ngoài đường thì chồng con đang lái xe, thế là con ngồi cái ghế bên cạnh á, cái ổng thì điện thoại thì ổng đâu có cầm được, thế là con mới cầm điện thoại con lướt TikTok. Cái xong lướt mà con thấy trời ơi toàn là hình gái xinh không, kiểu thì con mới nói là chỉ có ai mà hay coi người ta mới đề xuất thấy đúng. Vậy cái mình kiểu mình cũng giận ghen lắm, còn ghen quá trời ghen, giận con làm đùng đùng lên. Chồng con cũng kiểu giống như thật ra thì coi thôi chứ không có gì hết.
Thế xong hai đứa cãi nhau qua cãi nhau lại, chồng con giục điện thoại qua cái cửa kính ô tô luôn. Nhưng mà không, lúc xong dừng lại chứ Thuận. Cái xong ổng dừng lại, ổng đi một đoạn lên rồi ổng mới dừng lại. Đi vừa ổng ra đi, cái xong con nhảy qua ghế lái, chạy xe về nhà trước rồi. Cho chồng đi bộ về luôn. Dạ, cho chồng đi bộ về luôn. Không có mưa nữa. Con lúc đó như thế nào? Vừa mất điện thoại vừa bộ bọ. Coi như là mất điện thoại lết bộ về, ví dụ vậy luôn á, cảm xúc con sao? Có cảm xúc con lẫn lộn lắm mà. Vừa bực bực bội trong người, vừa buồn. Tủi thân nữa chứ. Dạ, tủi thân mà còn sau đó là còn phải còn đi sửa điện thoại nữa. Dạ. Tại vì lúc đó không biết bám víu vào ai, đâu gọi được, đúng không? Dạ đúng rồi. Hận đó em, hận, sự hận nhẹ đó. Rồi cuối cùng anh làm lành sao hả anh Huy? Tại vì con làm việc thì thời điểm đó cũng có sếp con ở bên nước ngoài về. Là tối hôm đó là con đi ăn với sếp, sếp mới chỉ là mày mua hoa tặng vợ mày đi. Thì con cũng nghe theo sếp, con cũng mua hoa về tặng vợ. Nhưng mà ủa, lúc đó là đã cưới chưa? Dạ cưới rồi. Dạ cưới rồi, rồi. Dạ. Lúc đó thì con cũng nghe theo sếp, mà đó cũng là lần đầu tiên mà con mua hoa con tặng vợ. Tại vì với con thì con thích mua những món quà nào nó mang tính thực giá trị hơn, thực dụng hơn. Giá trị hơn. Dạ. Thì con mua hoa về tặng vợ, và lúc đó là ngày hôm sau thì bọn con mới, cái thời điểm đó thì bọn con mới bắt đầu mới nói chuyện lại với nhau. Thì khi mà ngồi nói chuyện lại thì hiểu được nhau hơn, thì bắt đầu mới tạm là làm hòa, nhưng mà vẫn là chưa hòa hẳn. Bắt đầu qua những ngày hôm sau thì con bắt đầu cải thiện hơn, con không còn nước mắt ta nữa, dạ. Mấy hình của cô gái đẹp nữa, đúng dạ. Không? Đó và từ thời điểm đó đến bây giờ thì con không còn xảy ra vấn đề nữa. Xem TikTok với những cái hình ảnh cô gái đẹp nữa. Dạ. Dạ. Thôi giờ tới cái phần kia đi. Chồng con thấy nó hiền vậy. Có thật xấu không con? Tú Quyên. Có. Chỉ có một cái là rất là lười tập thể dục thôi. Mà con không có chăm gì hết. Con cũng đi làm mía, con không nấu ăn gì hết. Mà đó cứ phì phì lên từng ngày rồi vậy. Mà cứ ai cũng nói là như là chắc là vợ chăm khéo lắm nè. Tại vì con không nấu ăn đó, bởi vì nó mới dễ lên đó Huy. Yeah. Đúng không? Tại mình không ăn nhà, mình ra ngoài mình ăn đó. Yeah, đúng rồi, mình thích ăn gì mình ăn. Anh là vợ anh là kiểm soát cân nặng của anh bằng cách là giờ vợ anh đều phải nấu ăn cho anh ăn đó. Còn gì nữa không Huyên? Nếu không thì bây giờ mong muốn thay đổi. Ra thì con mong muốn là chồng con sắp xếp được cái thời gian làm việc và dành cho gia đình nhiều hơn một xíu. Chứ thật ra là ổng lo làm quá. Tới con đó Huy. Cũng hay nói với vợ con rồi. Mà vợ con cứ làm theo đam mê. Nhưng mà đam mê thì mình phải, đã theo đam mê thì mình nên đi tới cùng. Mình cũng đừng có thay đổi khi mà mình gặp vấn đề gì đó khó khăn. Đó. Thì cái tật xấu đó thì cũng là cái mà con muốn vợ con thay đổi nhiều nhất. Cả thèm chóng chán à hay sao? Yeah. Yeah. Thích rất nhiều đúng không? Nhưng mà không có thích hẳn một cái gì mà gọi là mãn kiếp mãn đời. Mình sẽ theo từng thời điểm. Dạ, thật ra thì do con á thì trước đây thì con học một cái chuyên ngành nó mang tính nhà nước. Sau khi lấy chồng xong thì con không có làm ở dưới địa phương con nữa, mà con lên Sài Gòn con ở luôn. Thì bắt đầu lúc đó thì con cứ bạn bè cứ cứ hỏi coi là mình thấy hợp gì học. Rồi con học từ xì ba, rồi con học đến yoga, cái gì con cũng học hết, nhưng mà thấy mình không có phù hợp. Đó là con cứ đi tìm coi là mình hợp cái nào. Rồi tiếp tục đi con. Rồi bây giờ hai đứa có muốn có em bé không vậy? Dạ có. Dạ, có. Dạ xin mời ông mụ. Hết hồn chứ. Chúc cả hai vợ chồng con nha, công việc luôn luôn thuận lợi, suôn sẻ. Dạ. Luôn yêu thương nhau. Hai tháng nữa bác sĩ báo tin vui. Dạ. Đó. Và có thể là đầu năm sau hai đứa sẽ chào đón một thiên thần tuyệt vời đến với gia đình của các con. Dạ. Dạ, dạ cảm ơn. Okay. Hai đứa có dành cái lời nói gì yêu thương cho nhau không? Tranh thủ đi. Hai đứa đẹp đôi quá. Đi, đẹp đôi quá. Hai đứa rất đẹp đôi cho nên là Huy, con muốn thể hiện tình cảm gì với vợ con? Tại vì bình thường là bọn con cũng không có xưng nhau là anh em. Tại vì bọn con có một con mèo nên bọn con hay gọi nhau là bố mẹ. Bố mẹ đi. Bố cũng bố biết là tính bố thì có nhiều lúc hay cọc cằn, cũng nhiều lúc hay lười biếng. Nhưng mà bố luôn dành những điều tốt nhất cho mẹ. Thì mong mẹ hãy cố gắng hoàn thiện những cái mà mình mong muốn nhất. Mẹ nói gì đi mẹ? Từ trước đến giờ thì mẹ luôn biết là bố luôn cố gắng vì gia đình rất là nhiều, vì tất cả mọi sở thích của mẹ, và bố luôn cố gắng thực hiện nó. À, mẹ muốn là bố cố gắng làm để thực hiện nó tốt hơn nữa. Rồi tối nay có em bé chắc luôn. Chị này có cô dâu có một cái nét nét hao hao giống nghệ sĩ Hồng Vân. Hai bạn giới thiệu cho mình. Dạ em tên là Hữu Thành, năm nay em 30 tuổi, hiện em đang kinh doanh về camera quan sát. Thế còn em? Dạ em tên là Thanh Ngân, thì hiện nay em đang là thư ký văn phòng. Dạ.
Năm nay em 27 tuổi. Ủa vậy rồi cơ duyên nào mà gặp ta? Không lẽ đi gắn camera ở bên văn phòng đó rồi gặp? Dạ. Đúng không? Dạ. 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 Đúng lần đầu vậy. Đúng lần đầu à. Lúc đó thì em đang bán quần áo của trẻ em. À. Còn ảnh thì lên ảnh lắp cái hệ thống camera ở cái chỗ em làm. À. Đó. Gặp nhau có một ấn tượng gì chứ? Dạ, lúc đầu thì em cũng không ấn tượng gì về ảnh lắm, thì tụi em nghĩ là nhân viên với nhau thôi thì rồi anh cứ vô lắp là chuyện của anh, rồi em làm việc của em. Anh chuẩn bị bắt đầu anh khoan thì bắt đầu em mới nhìn lên thì tự nhiên em đơ 5 giây luôn. Đơ 5 giây. Em không biết tại sao mà khi mình nhìn thấy cách tay của ảnh á, nó rất là chắc chắn và cảm thấy nó rất là mạnh mẽ. Cảm thấy nó rất là na trong người mà không biết là nó sao á. Lúc đó thì lóe lên trong đầu một cái ý nghĩ liền, mình phải cua được anh này. Tối nào cũng phải cua được anh này. Bởi vì cái tay này thế nào cũng là một người đàn ông sẽ rất là lo cho vợ con và lo cho gia đình. Từ. Thế là nhưng mà lúc đó thì em nghĩ là cái tay ảnh như tay anh à? Chắc đẹp hơn nhiều vậy. Không tin. Cởi đi. Cởi ra đi. Cởi đi. Cởi đi để coi có chắc chắn không. Cởi đi. Cởi ra nè. Cởi đi. Hả? Thấy chưa? Chắc chắn không? Đó. Em khoan tường sao? Cái thế em như thế nào? Thế sao? Bây giờ tả lời thế con đường luôn. Đi khoan tường thôi mà lấy được vợ thì cũng quá hay rồi. Trời ơi, tưởng đi là cái tường này nó khoan sao luôn. Cái thế nó sao? Tường, không lẽ thế gì? Khoan đi anh. 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 Khoan sao đâu? Khoan là đứng hình luôn nha. 1, 2, 3, khoan. Dạ, đi như vậy thôi. À, đứng gì thôi mà yêu đi. Đó, đi cần đứng. Có nghĩa là lúc đó là chồng em một tay giữ thang rồi một tay cầm cái khoan, chắc chắn là đúng không? Đó, không ngờ cái hành động khoan tường đó mà đã lóe lên ý nghĩ trong đầu của em là anh muốn khoan ảnh. Dạ. Sao khoan được? Khoan vào trái tim của anh. Khoan đi. Trời ơi. Chị nghĩ theo cái nghĩa quá thì xin lỗi. Rồi lúc đó em làm sao mà cua được ảnh? Thì lúc đó thì mình cũng là con gái mà nên cũng đâu dám thể lòng nào nói anh ơi cho em xin số điện thoại làm quen. Ảnh lại đang đi chung với một anh thợ khác nữa nên mình đâu dám xin ngại quá. Thì em nói thôi lần thứ hai ảnh mà tới đi thì mình sẽ xin số. Thì lần thứ hai ảnh tới thì lại có một anh công ty của em ngồi ghế em. Nói rồi thôi rồi liệu này là hơi chết rồi nó không xin được rồi. Nhưng mà hứa cho lòng lần thứ ba nhất quá tàm, lần thứ ba phải xin. Đúng rồi lần thứ ba anh này tới nữa. Và lúc đó anh đưa cho em cái tờ giấy để mà ký nghiệm thu của công trình á. Thì em ký thì bắt đầu không có ai cả chứ có em và ảnh thôi. Thì em nói là anh ơi anh có điện thoại không cho em xin đi. Em có cô bạn gái rất là xinh để em làm mai cho anh. Nghe chắc lúc đó chắc mắt chớp chớp khoái. Lúc đó thì em cũng chưa có bạn gái thật nên em nghĩ là hơi kệ mình cũng chấp nhận. Vợ em cũng lúc đó cũng nhiệt tình lắm, tối nào cũng gọi điện cho em để hỏi thăm hết á. Tại vì sau khi mà em lấy số của ảnh xong á, em về em đưa cho bạn em á. Thì em mới nhờ bạn em nói là anh này tao kết, thì làm ơn mày nhắn với ảnh giùm vài câu trước giùm tao để bắt cầu qua giùm. Thì bạn em cũng ok. Thì khi mà nói chuyện với bạn em thì em cũng không biết là như thế nào, nhưng mà một phần cũng tò mò tại vì đang là tầm ngắm của mình mà. Nên mình cũng gọi anh ơi bạn em hai người nói chuyện như thế nào hợp không. Nó lúc đó là chỉ nói đúng 3 câu là nói về cái người bạn của em thôi, còn cả 100 câu sau là nói về hai em không, mà nói từ lúc 10 giờ tối cho đến 2-3 giờ sáng. Vậy hả? Dạ vâng. Cái gì dữ vậy ta? Nói về chuyện của hai đứa, chuyện gia đình, chuyện tình cảm. Tại vì thực tế lúc đó là em đang có bạn trai, em đang nửa muốn chia tay và nửa muốn giữ lại. Cũng tâm sự với ảnh qua lại về cái chuyện đó để coi ảnh có ý kiến còn gì không. Nói chuyện được khoảng 1 tháng thì em quyết định là sẽ tiến tới bên này. Em nói là anh Thành ơi, sau thời gian mà nói chuyện với nhau anh cũng đã biết chuyện tình cảm của em đó. Bây giờ anh có chấp nhận một cái lời đề nghị của em hay không? Một lời đề nghị rất là nhẹ nhàng và dễ làm lắm. Các em hỏi là đề nghị gì với em? Thì lúc đó em nói là chỉ cần anh chấp nhận là cái bóng của em thôi. Ồ, cái bóng mà có quy tắc. Nguyên tắc gì? Dạ, nguyên tắc của cái bóng rất là đơn giản anh. Là không được chủ động nhắn tin và gọi điện thoại cho em. Em phải làm trước mới được. Cái thứ hai là không được ghen tị. Thứ ba là không được đòi hỏi. Ảnh lại vâng. Anh vâng một tiếng thôi. Chấp nhận làm kèo dưới luôn ha. Tại sao em nghĩ sao mà em lại đồng ý làm cái là chấp nhận là cổ ở kèo trên mình kèo dưới vậy? Dạ em thấy thì vợ em lúc đó là đã thổ lộ cái tình cảm của mình rồi. Đó em cũng có tình cảm và cũng có quan tâm tới. Yêu rồi thì mình mới chấp nhận như vậy đúng không? Dạ. Rồi bây giờ lấy nhau rồi thì ai là kèo trên, ai là kèo dưới? Dạ ảnh kèo trên nhỉ. À vậy hả? Tình hứa nó xoay ngược. Nghĩa là còn là hết là hết làm bóng rồi đúng không? Dạ vâng, giờ hết làm bóng rồi. Thành 3D luôn rồi anh. Ok. Em kể lại chị cái điều ngoạn mục đó coi chi tiết. Dạ là lúc mà
xưa khi mà còn quen á là cái gì anh cũng lo cho em 24/24 hết, là em bị gì rồi là ví dụ là bị thương hay sao là anh cũng rất nhẹ nhàng cho em ơi sao mà ngốc quá vậy, cái gì làm cũng làm từ từ thôi. Thế sau này khi cưới nhau về á sao em lì quá vậy, anh nói em hoài sao em không nghe, cái gì cũng phải cẩn thận chứ, tại sao mà có người ta làm thì không sao mà em làm bị uống ly nước mà cái thành ly cũng đặt như cái răng. Thì hồi xưa lúc em còn là yêu đương á thì là cái đó anh nói với anh là cái sự gặp đẹp tuyệt vời đó đi thôi, nhưng sau khi mà cưới xong rồi thì nó lại biến thành một cái gọi là một cái tệ nạn hẳn là em không thể bỏ được. Còn tật xấu gì nữa không? Dạ anh còn tật xấu cũng nhiều lắm vậy, tại vì em sợ không đủ thời gian phát sóng thôi đó. Anh về nghĩ coi, mà cái gì mà ăn cơm á mà khóc vợ không bới là không chịu ăn, là thà nhịn đói đi ngủ chứ không chịu đi ăn. Phải bới cơm cho phải bới cơm rồi hai chồng cùng ăn mới chịu ăn à. Chứ mà kêu anh em kêu anh đi ăn một mình đi để em yên em coi phim, mà cái đó em không bới là nhịn đói. Em giữ cái đó cho chị à. Em giữ lập trường cái đó không có thay đổi. Giữ cái đó rồi cái gì nữa? Anh đặc biệt rất thích chó, mà cứ lâu lâu cứ nói em ơi mình mua chó đi, cứ dụ bên ngoài luôn. Đang thấy em vui vẻ em mình mua chó đi, em mua chó mình bán có lời lắm em. Thế em mua chó gì mà bán có lời? Mua Alaska bán có lời lắm em. Em nói thôi giờ ok được rồi, anh lập cái kế hoạch của anh đi, rồi em duyệt cái kế hoạch đó rồi em sẽ cho anh thực hiện. Thì từ ngày em nói câu đó coi như em bị gọi là cắn cái ớt đó chị. Sao ấy hả? Gặp gì em ơi? Cái này làm chuồng chó được nè em. Đi cho thầy em ơi, đồ ăn này cho chó nè em. Thấy miếng giả em mua giả này mịn lắm em, mua về cho chó nó đắp đẹp lắm nè em. Thôi là em ơi mình phải dọn chỗ này đi em, chó về nó ở ngoài nè em. Thôi là từ ngày đó là lúc nào cũng là chung anh ảnh là cũng là chằn chỗ dành cho chó thôi. Hồi là em ơi mình mua xe đi em. Nó mua xe gì anh? Chó. Mình SH đúng rồi anh. Mình mua xe mình chở chó. Chứ mấy xe bình thường chở chó không được thì chó nó bự lắm. Nói vậy anh mua bự rồi em anh chở em đâu? Thì em sau lưng anh ôm chó anh chở phía trước. Nói là nhưng mà em nó thích chó đâu, vậy em ở nhà đi anh chở cho đi chơi. Coi như là chở nó đi trước rồi anh sau đó có tới được tới phiên em á. À, chú quan tâm chó thôi còn con vợ kệ. Dạ đúng rồi. Còn vợ em sao, em thấy sự thay đổi nhiều không? Về phần vấn đề mà coi phim á, hầu như chỉ coi phim kinh dị thôi. Coi phim từ 8 giờ tối đến tới 2 giờ sáng. Chị cũng vậy. Dạ. Vậy là mình biến thái sao em? Không đâu chị, bình thường chị. Giờ chị coi phim kinh dị cho nó đủ đâu em. Mà phiền lắm chị, mỗi lần mà em coi phim á thì em muốn là một trời một góc, là đừng ai làm phiền hết. Mà cái tính của ảnh là ngủ thì muốn ôm vợ ngủ, hoặc em thì muốn coi là em coi mình, đừng có đụng gì tới em hết. Mà cứ tối chuẩn bị em coi á thì bắt đầu sáp vô. Cho anh ôm cái đi anh ngủ. Anh ôm thì bình thường cũng nói nữa, anh ơi còn anh nói gì lằng nhằng người ta, nó xem coi phim hoài nọ là em bực rồi, thôi anh đi ra đi, anh ra khúc kia anh nằm đi để em một mình em coi. Rồi mà đuổi hoài vẫn cứ sáp vô. Em nghĩ là cái cuộc sống vợ chồng á thì đến bữa ăn thì mình ăn chung, đến bữa tối thì mình sẽ ngủ chung. Thì là đến khoảng thời gian đó thì mình đi ngủ để sáng mai mình có sức khỏe làm. Tự nhiên mê phim hơn mê chồng đó. Bây giờ chỉ có hai cái cần thôi. Đó đúng không em? Thứ nhất á là giữ cái thói quen là hãy mà vợ mà không bới cơm, không cùng ăn cơm chung là không ăn, giữ cái đó. Hai làm một cái hợp đồng với nhau. Em đừng có mê phim kinh dị nữa. Thấy không? Bên này anh không được mê chó nữa. Khi nào ghiền quá, coi phim ghiền quá đó thì rủ chồng đi coi kịch kinh dị đi. Đó. Hiểu không? Ở đâu biết rồi gì? Dạ, em biết rồi. Bà. Muốn biết coi ở đâu rồi hỏi chị Vân nghe. Sao chị Vân? Dạ, em biết rồi. Dạ. Ok. Rồi cảm ơn hai bạn. Rồi cảm ơn tụi em. Dạ xin chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận và chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Vợ Chồng Son ạ. Tên em là Vũ Thu Thảo, em sinh năm 92, hiện em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Công việc chính của em là em kinh doanh về ngành thẩm mỹ chăm sóc sắc đẹp và em kinh doanh mỹ phẩm online ạ. Yeah. Hàng gì đẹp quá, hiểu không? Hàng gì đẹp quá. Tại vì ta làm thẩm mỹ viện. Thì đó, chăm sóc sắc đẹp, hàng gì quá đẹp. Anh chồng cũng đẹp, cái da cũng đẹp luôn đó. Không biết có liên quan gì đến công việc thẩm mỹ viện hay là mỹ phẩm gì không nha. Vợ chăm sóc, em rồi, sao vậy? Em mời anh. Trước hết em xin chào chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận. Em tên là Trần Thanh Sơn, em sinh năm 74. Em hiện trạng công việc của em thì là kinh doanh bất động sản. Cũng như là nghiên cứu tâm thủy phong linh. Tâm thủy phong thủy tâm linh. Phong thủy. Và em cũng đang công tác cùng với vợ em về ngành thẩm mỹ làm đẹp. Đó. Thấy chưa? Trẻ quá. 74 á. 74. Là lớn hơn em 5 tuổi á. Đó, mà trẻ ghê hơn. Ủa, chị hỏi như vậy với ánh mắt vậy là sao? Trời ơi, em cũng trẻ vậy, em cũng chịu cũng tẻ vậy. Không, theo em thì là cái trẻ, hình thức bên ngoài chưa quan trọng, bằng cái nội thất bên trong, đấy là điều...
Thì nội thất thì chị không biết, đây là nội thất em chị thì chị không biết, nhưng mà đáp nhiều khi em chị nó hay buồn buồn bã những chuyện không đáng, xong rồi vất hằng thời gian đó. Tức là nói trẻ thì ý là cái tinh thần nhỉ, chứ không phải nội thất, là nói là cái tinh thần đó. Tinh thần mình tâm là như là, tinh thần mình lúc nào cũng như là đấu chiến gì đó. Đã. Tinh rồi thần nó đang già. Tinh thần nó hiện giờ đang già. Bữa nào em phải cho nó tới cái thẩm mỹ viện của em đó. Để relax và để tân trang lại nhan sắc chút nữa cho. Renew lại cho cà phê dít ạ. Cà phê dít nha. Rồi, bây giờ chắc có lẽ là mời hai anh chị chia sẻ về cái câu chuyện mà lần đầu tiên hai người gặp nhau như thế nào và ấn tượng về nhau ra sao. Dạ, lần đầu tiên gặp nhau thì thực ra là không phải gặp anh này mà là gặp chị chồng của em ạ, ở sân bay. Tức là cũng cái duyên là do em đi ra Côn Đảo để đi lễ. Thì là chị cũng đi trong một cái đoàn lễ cùng với nhau luôn, mà chị đi từ Hà Nội vào nối chuyến, vì ngày đấy là chưa có bay thẳng, nối chuyến từ Sài Gòn thì em lại đi từ đầu Sài Gòn. Thì gặp nhau trên chuyến bay thì cùng một đoàn lễ luôn. Thế là hai chị em ngồi gần nhau và nói chuyện thì cũng biết là hóa ra là cũng là đồng hương, là cũng là dân Hà Nội. Thế chị mới chia sẻ, chị cũng nói là nhưng chị thì ở Hà Nội nhưng mà chị thì không sống ở Sài Gòn mà có một cậu em trai. Đó thì em cũng nói là em sống ở trong đây. Thế là chị cũng hỏi thăm rồi thấy là tuổi tác cũng trẻ, rồi lại chưa có bạn trai. Thế là chị cũng bảo là ôi em trai chị cũng chưa có người yêu, hay là bây giờ chị giới thiệu trai đứa. Mà em trai thì là ở Sài Gòn. Dạ, ở sống ở Sài Gòn một mình. Dạ vâng, thì chị cũng bảo cũng muốn có bạn cho em. Là dạ, anh ấy dạ, là đó. Rồi bắt đầu bao nhiêu lâu thì hai người mới gặp nhau? Dạ thì là ngay ngày hôm sau thôi ạ. Ngày hôm sau luôn? Ngày hôm sau ạ. Tức là bạn này có đi Phú Quốc không? Có bạn này có đi không? Tức là em không? Đây là một cái câu chuyện rất là lạ. Tức là em thì em không bao giờ em tin, tức là gia đình em thì là người làm ăn nhưng mà không bao giờ tin vào cái chuyện mà bói toán cúng bái. Thế thì em cũng thấy là lạ, là không hiểu tại sao chị em lại đồng ý bay từ Hà Nội đi vào đây đi lễ rồi lại đi bay ra Côn Đảo. Thì cái điều đó là cái điều mà em không bao giờ nghĩ tới. Đó là sự sắp xếp đó. Dạ vâng, không, em không nghĩ tới bởi vì bà chị em là một người mà là doanh nghiệp làm ăn nhưng không bao giờ bà, tức là không tín ngưỡng, không đi lễ, phải nói thẳng. Thì em không hiểu lý do gì mà tự nhiên bà một cái quyết định như thế mà vào rủ em đi. Nhưng mà em bảo là không, tôi không đi. Thế em theo chị với tự đi thì chị bảo là tao đi cùng với người bạn vào trong này. Đấy, vào chơi thôi, tao đi thăm thú. Thế xong rồi cuối cùng là vào em không đi thì chị lại gọi nhắn tin về cho em. Chị bảo là ủi hôm nay tao gặp một cô bé này xinh lắm, chụp cho em cái sau tấm sau lưng. Thì bảo là hay tao giới thiệu cho mày cô bé này. Thấy cô bé này cũng được, trông trắng trẻo xinh xắn. Thế thì em mất lòng tin lắm, bởi vì là thực ra em đến cái lứa tuổi này rồi, thực ra em không phải là thiếu trong, tức là em rất tự tin. Từ trước đến giờ em là người rất là đào hoa. Đấy là em cũng không tức là không, mình thế nào nhỉ? Em cảm thấy không tin lắm, bởi vì là em không thích giới thiệu lập gia đình, đúng với không? Hai bà chị em rất nhiều lần giới thiệu cho em mà kể những cô mà có thí dụ như thế này kia mà không em không ưng ấy thì tô vẽ lên là ôi cô này xinh lắm, cô thế này cô thế kia. Thì với cô này thì em mất lòng tin rồi. Em mất lòng tin lắm, em bảo thôi tôi không nghe theo bà, tôi sự lựa chọn của tôi và hai tôi cũng không muốn lấy vợ, tôi muốn chơi. Thế bao giờ tôi có duyên thì nó gặp là nó đến là đến à. Thế rồi cuối cùng là cái ngày bà đi lễ xong về thì bà bảo là thế ra đón chị. Thì hôm đấy em mặc rất tình toàn, em còn vừa rửa xe xong, em còn mặc cái quần xà lòn, xong một cái áo rất là vẫn còn đang bẩn nhiều mồ hôi, em đội một cái nón lên, em phi xe ra em đón. Thế em đón thì không ngờ thì lại vợ em lại đi cùng. Chị bảo thôi em lên đây chị trở về nhà gần đây thì chị trở về tiện đường trở luôn. Thế cuối cùng rằng là lên xe em nhìn qua gương chiếu, em bảo ok, thấy cô bé này cũng trắng trẻo sáng sủa xinh quá. Nhưng mà thực ra thì nhìn cái thần thái của cô thì trông cô hơi có vẻ hơi ngỗ, tức là hơi lao láo, kiểu như xính lao. Xính lao. Vâng, em thực sự trong miền Nam là chảnh đấy bảo. Chảnh. Hơi có một cái gì đó đấy, tức là mình thấy một cái cảm giác như thế thì em thì trong tư tưởng lúc em nghĩ là thế thì cũng là cái gu, tại vì bản thân em là cái người mà em thích, tức là thích những cái gu mà phụ nữ là có cá tính, mạnh mẽ và không thích kiểu như phụ nữ nhiều như mèo con em thích. Đấy, em thích những người phụ nữ có một cái cá tính. Thế thì em cũng đã chút để ý rồi và cũng thấy hay. Em hỏi một câu thì thấy bạn có vẻ trả lời bâng quơ, xong bắt đầu là bạn nhìn ra cửa sổ xe. Thế thì em cũng kệ, thế bà chị em bảo thôi mấy chị em bây giờ cũng đói rồi nên hay đi ăn cái gì đi. Tức là bà chị em thì cố gắng chị cứ đẩy thuyền dạ, đẩy thuyền ạ. Vâng. Thế có nghĩa là cái cảm giác đầu tiên của em đối với bạn này là bạn em thấy bạn hơi ít kiêu, mà chính vì như thế mà em tự nhiên em cảm thấy là em cần phải để ý, đúng không? Dạ. Em cần phải quan tâm. Thế còn em thì sao lúc mà gặp anh này? Dạ, bởi vì thực ra là lúc ngồi trên máy bay nói chuyện
thì chị giới thiệu là chị có một cậu em trai, thế là mới hỏi là em chị là sinh năm bao nhiêu hả chị, và em chị tuổi hổ. Thế mình bảo ồ tuổi hổ thì mình 92 chắc là 86, thì hơn tầm 7-8 tuổi là ưng quá, tại vì là cái nhu cầu của em cũng thích cái kiểu từng người hơn tầm đấy tuổi. Mình cũng đang độc thân, lại sống ở Sài Gòn nữa là cũng thích. Mà chị chồng em thì thực sự ra ấn tượng đầu tiên em nhìn là chị rất là kiểu đẹp, sang, trông quý phái. Thì mình bảo chắc là em trai chắc là ok lắm đây. Thế thì tự dưng em mới hỏi chị ơi, thế em chị là tuổi hổ là 86 à? Chị bảo không em 86 là hổ nhỏ em ạ. Em chị là 74. Nói cái thật tự dưng thì kiểu mình đang từ trên đỉnh mà mình hoa mày chóng mặt luôn ạ. Thế bọn nghe bảo ôi trời ơi 74 nhầm sơ sơ là hình như là hơn mình về cỡ tầm khoảng 18-20 tuổi. Thế là bắt đầu tự dưng tưởng tượng trong đầu ra là phải ông chắc là trông cũng phải béo già dai, xấu. Là một bác dai. Vâng đấy, vâng đấy. Cuối cùng lại gặp cái một cái anh như thế này. Dạ vâng, thì tự dưng hôm sau gặp thì lại thấy là anh này trẻ quá so với tuổi ạ. Tức là anh mà hôm ấy em đã không thấy anh trẻ ư, cái hôm mà anh đi đón mình á. À, là trẻ đó. Là hôm sau đấy, hôm sau gặp lại bằng mới nhìn thấy là hôm trước trên máy bay ạ, hôm sau mới gặp thì giật mình luôn ạ, tại vì trẻ quá so với tuổi, xong lại đội cái mũ ở trong kiểu dạng như là hơi teen boy thứ này cũng kiểu gu mình cũng thích gu mình luôn nhưng mà mình vẫn phải kiêu ạ, tại vì già mình đó, trẻ thì... mà mình có quyền bởi vì mình mới nói tất cả mọi thứ là thiên duyên tiền định đó. Dạ, tại vì như anh Sơn có nói là chị của anh Sơn là không có tin và không có đi cúng, mà tại sao lúc đó tại sao lại là quyết trời xui đất khiến gì mà sao phải có cái chuyến đi đó thì mới gặp cô này và mới kết nói với Sơn đúng không? Rồi sau đó thì bao lâu thì hai người mới chính thức là yêu nhau đấy. Kể từ khi mà cái lần đầu tiên gặp nhau đó. Gặp nhau buổi đầu tiên nó có đi ăn, xong là cũng về là cho số điện thoại ạ. Dạ thì là cũng thấy là cũng thích kết rồi nhưng mà vẫn để trong lòng thôi. Bao lâu? Dạ thì là ngay ngày hôm sau thôi, 1-2 ngày là anh đến anh đón, để vì là anh có đưa em về nhà, là anh biết nhà rồi, là anh cứ nhắn tin là em có rảnh không thì là gặp để đi uống cà phê rồi nói chuyện này kia. Không, anh hỏi là coi như là chính thức yêu nhau. Chính thức yêu nhau thì khoảng là một tuần ạ. Thì cũng cảm mến rồi. Dạ vâng, sau đó hôm thôi. Cảm mến rồi. Nhưng mà lúc đó em đã làm về cái thẩm mỹ chưa? Dạ chưa, ngày đấy là em mới chỉ là kinh doanh về mỹ phẩm thôi ạ, nhưng cũng ngành mỹ phẩm. Còn anh Sơn lúc đó là đang là cũng là bất động sản đúng không? Dạ. Rồi. Thực ra cái thời điểm đó thì là cái thời điểm là em đang chuyển giao một công việc, thế là em cũng tương đối là rảnh. Thế thì em với tức là khi mà gặp bạn này rồi thì em cũng cảm thấy thích rồi, nhưng mà mình thì tại vì mình loại như già đầu mà nên mình cũng giả vờ lơ đi coi như không chuyện gì xảy ra. Thế em có nói với bạn là em bảo là anh nói thật nhé, chị anh giới thiệu em rất nhiều người rồi, với em cũng thế, mà em không biết là thứ hàng mà, tức là bao nhiêu người hàng trên 100 cô rồi, nhưng mà anh chả thấy có cảm xúc gì cả anh. Nhiều khi anh chẳng biết anh có thích hay không nữa. Thế thì là anh em bây giờ hay là chúng mình làm bạn đi. Chúng mình cứ làm bạn đi, bởi vì là cái chiều của em với tất cả các cô khác cũng thế, là khi em đến ấy, là em thí dụ em thích cô nào là em hoàn toàn không bao giờ để ý cô nào, không bao giờ em quan tâm, mà em quan tâm một người khác cơ thì tự nhiên là người khác người ta sẽ hút mình. Thế thì em cứ dùng cái chiều đấy với bạn này, em cũng bảo là không, anh quý em như một người em gái thật sự, rằng là bạn bảo là anh có cảm xúc gì không trong sau mấy ngày đi chơi, anh bảo anh cũng thấy quý em, thấy hợp chuyện thôi. Thế thì chúng mình thì cứ thử đến với nhau như thế nào, chơi làm bạn đi. Em hỏi là em có nhiều bạn không, hay là hôm nào nếu mà em đi chơi các bạn em ấy thì em đưa anh đi cùng để cho anh giao lưu cùng các bạn. Thế thì bạn cứ bảo là thôi được thôi, không vấn đề gì cả, em nhiều bạn lắm nhưng mà không biết là bạn em có hợp gu anh không. Đấy, thế xong rồi là em thấy rằng là thôi, thực sự là đi cũng nói chuyện quá nhiều rồi, cũng thì em cũng đưa ra cái quan điểm, em bảo là thôi này nhá, anh theo anh thì là chúng ta nên thử đi. Anh thấy anh cũng có cảm xúc với em, vậy thì em có thế, em nghĩ thế nào về anh rồi có thử không? Thế xong là em với giả vờ em ôm và ngồi trên xe hơi, lúc ấy đưa nhau về thì em với ôm, em giả vờ em gì em hôn nhẹ và chán. Thế xong là thấy có vẻ chịu. Thế xong rồi là tới một vài hôm sau nữa thì là anh nghĩ là tròn một tuần nhỉ, sau một tuần thì em với cũng là luyện đi chơi như bình thường như mọi ngày, thì em với chở đi qua một đứng trước một cái khách sạn, em bảo là hay chúng mình vào đây ngồi tâm sự đi, tại vì cả tuần rồi mình cứ đi vòng ngoài thế nó cũng chán. Thì bạn nhất quyết không vào, không chịu. Thế xong rồi là em bảo là thôi hay về nhà anh. Về nhà anh thì nhà em thì em ở mình, cho nên tất cả mọi sự tự do. Thế em bảo là thôi về nhà anh nằm chơi đấy, để biết nhà biết cửa nữa, tại vì từ hôm chưa bao giờ là bạn qua nhà cả. Thế xong rồi là vậy em đưa bạn về nhà thì đó chịu đó. Lý do tại sao chịu là thực ra là như này ạ. Bởi vì là lúc nghe thấy anh này lớn tuổi ạ, thì là trong lòng là suy nghĩ liền ạ, có nhiều suy nghĩ. Tại sao chưa có vợ? Dạ đúng rồi, tại sao chưa vợ? Thì một là
lớn tuổi quá như này rồi hay là có tính cách quá khó tính, quá gia trưởng, người Bắc có thể gia trưởng độc đoán gì đấy không? Mà tại sao, hoặc là anh này đã có vợ có con rồi mà giấu? Tại vì chị mới tiếp xúc với mình, không thể nào tự dưng chị thấy mình có hai mấy tuổi chị lại bảo là chị giới thiệu cho em, chị em trai đã có đời vợ rồi thì đứa nào nó chịu, đúng không ạ? Nên lâu ra là mình sợ là giấu. Hoặc là mình nghi nhất là ông này, hoặc nếu không mà tất các trường hợp kia mà không có gì thì chắc chắn là súng ống đạn dược có vấn đề. Tức là các quả kia thử hàng rồi mà thấy không được dội hàng ra thì bây giờ mới còn sót lại, nên mới đi cầu ế, nên chị mới phải đi cầu. Tại vì hôm đi cầu lễ đấy là rất buồn cười, là cái cô trưởng đoàn cô cầu lễ thì cô lại vừa cầu cho em xong tầm một đoàn mấy chục người cả, nhưng mà đến lượt em thì là cầu công danh sự nghiệp này kia, rồi cũng nói là đến tuổi dựng vợ cả chồng, xong lại cầu liền đến anh này luôn, là cũng là đến tuổi, gọi là cũng quá tuổi rồi, thế là cũng mong là có vợ. Cũng là cái duyên ạ, cầu đó thì coi như là tất cả mọi thứ là coi như là hiển linh. Dạ vâng. Thế thì xong đấy, người ta là sống trước mình hai thập kỷ cho nên người ta khôn lắm. Dạ khôn lắm. Em cứ thấy em từ từ em cứ rơi vào lưới tình lúc nào em chả biết, đúng không? Dạ đúng rồi. Đấy. Thế xong rồi hôm ấy lên nhà chơi thì có vui không? Dạ. Hôm đấy thực ra là nằm trong suy nghĩ của mình, là mình cũng nhu cầu của mình là mình cũng muốn thử để xem là có vấn đề gì anh không. Anh ấy là thuộc tiếp nào? Dạ, tiếp nào. Dạ vâng. Cũng như là cái phần súng ống đó thì dạ. Không có cuối cùng thì ông ấy là tiếp nào? À, thì lúc thử thì lại thấy là hợp quá, lại thấy là ổn định quá, ngon lành quá, nhưng ngoài sức tưởng tượng của mình, tức là nếu mà so với lứa tuổi, thế nhiều chiêu nhiều trò quá, mà lại có, kiểu có văn hóa về cái vấn đề đấy nữa, nên là em cảm thấy cũng là rất là mê và cũng là nghiện luôn đấy. Nhưng mà kiểu dạng như là em cũng vẫn lăn tăn trong đầu, tức là cũng nghĩ trong em mới về em hỏi bạn em là kiểu như ở độ tuổi này rồi mà như thế đấy, thế như vậy thì chị thấy sao? Thì bạn em nghĩ một hồi, sau em bảo bạn em bảo là chị nghi lắm, có khi nào hay là dùng chất kích thích, thuốc kích thích gì không? Chán là bạn lắm ấy. Đấy, chán nhiều bạn mà bạn lại còn tư vấn. Tư vấn sư. Rồi sau đó thì là có hai người có sống chung với nhau trước khi đám cưới không? Dạ có, dạ có. Bao lâu thì mới cưới? Được 7 tháng ạ thì bắt đầu cưới, nhưng mà là em có em bé trước thì là em mới cưới. Em bé tầm 5 tuần thì đám cưới. Dạ. Nói chung là vợ em ấy bị một cái tật này. Tức là thích thì rất thích nhưng mà hay suy diễn, tức là về hay hỏi ý kiến người khác xong bắt đầu là suy diễn câu chuyện lên. Cứ đây hay hỏi các bà các chị bạn bè xung quanh ấy, mệt lắm cơ. Thế xong rồi tư vấn thì em bảo là tổ tư vấn, em chẳng cần phải đi nhờ ai tư vấn, anh này giáo sư không cần phải tư vấn, mình còn nếu tất cả trình kia là chưa đến tuổi nên tốt nhất có gì hỏi anh, nhưng mà cứ tìm lục lọi tủ tiếp rồi xem kiểm tra xem em có thuốc gì trong nhà không. Để thắc mắc như thế mà em nói là hôm nay là em bật mí luôn cái câu chuyện này là bóc phốt, không cho em kể nhưng em phải kể. Bởi vì tức là này, quan hệ thì trong cái tháng đầu tiên đó thì là em lại bị sốt siêu vi. Cái lúc đó em sốt 2 ngày rồi mà lên tới 42 độ đó. 42 độ, người nóng mà chân tay lạnh, người run bắn lên. 42 độ là cao. Dạ vâng. Số rét luôn mà ạ. Mình tưởng chừng là đôi khi mình còn sảng rồi. Thế là cũng lôi em ra, tức là hành động. Thử. Tại vì chắc là bạn nghĩ rằng thử ngày hôm đấy với chính xác là xem là em không còn khả năng để đi uống thuốc nữa rồi. Thuốc tăng gì đấy. Cho nên là để xem là nó có bình thường như mọi khi không. Nhưng mà cuối cùng là em thì thực ra cái sức khỏe của em rất là bình thường. Nó là một cái nhu cầu rất là mình đơn giản. Bởi vì em là cái người mà tập thể thao. Nó chỉ sốt trên đầu thôi, chứ nó không sốt. Em điều khiển được. Ông điên lên cho mày lây siêu vi luôn. Hôm sau phải đi nhập viện truyền nước luôn ạ. Thì siêu vi với ông à. Tại vì bạn em nói rằng là mày không biết đâu, bây giờ ngoài uống ra thì còn là dạng xịt các thứ mày phải để ý. Em kiểm tra, em bảo trời ơi, thời cơ đến rồi. Tức là nằm một chỗ lên như này, mình chăm sóc mấy ngày trời là không thể đi đâu, không trốn đi đâu được. Là bạn chỉ có trên bảo thôi. Là chắc chắn chơi thuốc. Ôi tội nghiệp, ôi như qua ngày hôm sau đi truyền nước luôn. Đi truyền nước. Không, nhưng mà chị muốn hỏi em nè, cái lý do gì mà em lại coi như là thay đổi cái suy nghĩ là bây giờ sẽ phải lấy vợ, sẽ phải gọi là yêu cô này đó, mà trong hàng trăm cô gái mà em đã từng gặp đó, là thực cô ra này. Thì vợ em cũng có một cái hoàn cảnh riêng, tức là khi hai đứa nói chuyện với nhau ấy thì là lúc trước thì vợ em cũng kể là cũng có trải qua một vài mối tình, những cái bạn kia cũng rất là trẻ. Nhưng mà em cũng có phân tích, em nói rằng là bản thân anh là một cái người mà lớn tuổi, anh trải qua hơn em gần hai thế hệ. Thế anh cũng có những cái suy nghĩ khác và cũng có những cái gần như là em lớn hơn như một người chú ấy. Thì em hiểu được là cái trạng thái của bạn như thế nào, rồi là cái tính cách là làm sao để em chia sẻ. Thì rồi là qua những câu chuyện này em biết là bạn ấy mẹ mất từ lúc có 5 tuổi thôi. Tức là những ký ức về mẹ không có. Các chị thì lại tranh lớn hơn nhiều quá thì đi lấy chồng hết. Thì ở một mình trong cái ngôi nhà thì bố lại đi làm xa. Cho nên là cứ từ bé, từ 5 tuổi đấy cho đến khi 12 tuổi ấy, là cả một quãng thời gian là cứ sống một mình.
là tự ăn tự uống, có khi hàng xóm gửi tiền hàng xóm người ta nấu cơm cho ăn vì bé quá, tự học, tức nói chung là nó sống trong một cái hoàn cảnh đó, tức là thả rông, tức là tự do, không có người lớn chỉ bảo. Thì đấy là những cái mà em tức là tự nhiên tạo cho em một cái sự thương cảm. Thế thì em bảo là với hoàn cảnh của em thì anh chưa bao giờ anh gặp. Thế là đầu tiên em cảm thấy bạn ấy như là một cái người con trai á, tức là sống rất là bản năng, tức là rất tự do, rất hoang dã đấy. Rất hoang dã, không biết nấu nướng, không biết chu toàn, không biết một cái gì hết, nói chung là chỉ là một người phụ nữ thôi. Đúng là theo đúng là giới tính gọi là một người phụ nữ. Chứ còn nếu mà để về tính cách thì không có tính phụ nữ. Nhưng mà vì cái hoàn cảnh mà bố thì đi làm xa, còn mẹ thì mất quá sớm như thế. Cho nên là em lại lúc đấy tự nhiên em cảm thấy thương và em chia sẻ rất nhiều. Em bảo chỉ ABCD, đây là những cái vấn đề cốt lõi tại sao những người kia người ta không nhìn ra vấn đề và người ta cũng không thể thông cảm với em. Người ta chỉ biết rằng là cảm thấy yêu là yêu như thế, nhưng người ta không thể biết là đi đến đoạn tới tiếp theo là người ta cảm thấy không ổn thì họ sẽ giãn ra. Thì đó là những cái điều mà em chia sẻ với bạn ấy. Rồi trước khi mà hai vợ chồng cưới nhau á, thì trong cái khoảng thời gian mà yêu nhau, từ lúc yêu cho đến lúc cưới á, thì có những cái biến cố gì xảy ra không? Có chia tay không? Dạ có. Có mâu thuẫn. Lý do? Đừng có nói lý do từ mấy bà bạn nữa nha. Dạ không. Cũng có. Cũng có, nhưng mà ý là hồi đầu mới quen á, thì là vì có một tuần là em đã dọn sang nhà anh này ở luôn rồi. Mê quá nên là sang ở dọn ở chung luôn, rồi em đang ở với bạn em. Thì là cũng có nhiều cuộc điện thoại lắm, cứ lấy số lạ gọi cho mình, cứ nói ý là dạng như là tả đấy, là có bạn trai, là giống như là bạn trai mình bây giờ, chỉ là khác tên thôi chứ hình dáng là giống lắm, địa chỉ ở cũng gần giống, dạng kiểu như là muốn phím cho mình biết là bồ mình như kiểu đang lăng nhăng, đang quen, không biết ai ạ. Và cứ số lạ lâu, cứ một vài ngày lại gọi bằng số lạ. Thì em cũng cãi nhau nhiều lần, em cũng nói là bây giờ là anh phải giải quyết vấn đề, tại vì em không biết người đấy là ai, nhưng mà họ nói như này là ám chỉ như này chứng tỏ là anh đang có một mối quan hệ ngoài luồng, chắc là song song với em. Thì anh phải giải quyết, em cho anh thời gian giải quyết. Nhưng mà khi em cần gặp bạn đó thì bạn ấy cũng không dám gặp. Thì anh này cũng giải thích là em cũng thấy đấy, bởi vì là chắc là ai trêu phá. Chứ đến bây giờ em nghĩ đi, em là bạn gái anh, bây giờ như này mà em mà thấy anh đi với người khác, em có làm ầm lên không? Chắc là có rồi. Thì nếu mà bạn kia mà đang là người yêu anh thật mà em đến sau thì chắc người ta cũng chẳng để yên đâu. Nên là vài lần sau đó, khoảng một vài tháng thì là người đấy cũng tự thôi. Em nghĩ chắc là đến giờ ông này vẫn giấu. Bây giờ lấy nhau mấy năm rồi, em cứ hỏi là anh nói thật đi, là hồi đấy là anh có quen nhỏ nào song song với em bên quận 7 luôn. Bên quận 7 luôn, nhưng mà cứ nói là không, cứ chối bằng được. Thì em nghĩ là ông này chắc là sống để dã chết em đi, chứ ngày đấy chắc có chị. Lấy đâu ra mà không, ai phá. Có khi là cái người đấy là cái người mà yêu chồng em sâu đậm, mới yêu mà không quên được. Cho nên là đến khi mà chồng em có em rồi thì vẫn cứ công tìm khai cách là... Nhưng mà làm sao mà biết được số điện thoại? Tức là bởi vì là em buôn bán kinh doanh online trên mạng. Thì là công khai trên Facebook, áp ảnh lên thì chắc là bạn ấy vào Facebook thấy mình có số điện thoại. Cũng có thể là một cô hàng xóm để ý ảnh rồi mà đó giờ không dám thối lộ. Không có đâu, yêu rồi. Bạn này là trước khi gặp bạn này là biết bao nhiêu người yêu. Vâng, nhiều người đấy, yêu. Đấy, tức là có trong đó nhưng có mà một tới cô. Bây giờ là em vẫn không biết luôn. Dạ, số điện không biết thoại. Cô đó, không biết nạc là danh ai. Đó là nạc danh là ai, vâng. Cứ phím đến là nói mé để cho mình để cãi nhau đó. Nhưng mà nhưng mà nói chung là chắc là ăn không được phá cho hôi, nhưng mà phá không nổi. Nói chung là đốt nhà mà đốt dạ, được. Đốt nhà, đốt được. Ông buôn bất động sản lại ông lại buôn toàn là bê tông cốt thép, ông nhà lá lại không đốt ông được. Dạ. Nhưng mà chính vì cái chuyện đó mà khiến hai vợ chồng ghen nhau và suýt chia tay hả? Dạ không, chuyện đấy thì cũng chưa gay cấn, mà là cái chuyện là tức là thời gian là lúc mới yêu thì thật vui biết bao nhiêu mà. Mấy tháng đầu thì vui lắm, tại vì anh này lúc đấy là cũng đang là anh đang nghỉ xả hơi cho cái dự án mới sắp tới nên anh cũng rất là rảnh. Em thì làm kinh doanh online, buôn bán nên là tự do, không đi làm. Là chỉ có ăn với chơi rồi ngủ rồi đi ăn hàng này kia, hai đứa lại thích du lịch và thích thích ăn uống hàng quán nữa, nên là rất là hợp nhau. Nhưng sau đấy khoảng tầm đến tháng thứ 3 thì bắt đầu là anh cũng chia sẻ với nhau, là ngồi nói chuyện lại, là anh thấy là bây giờ mình cũng quen nhau một thời gian rồi và cũng thấy là kiểu như là muốn tiến đến là hôn nhân. Cái tuổi của anh bây giờ là quen nhau là muốn để kết hôn, để lập gia đình chứ không còn quen chơi nữa. Anh thì rất là thương em về hoàn cảnh, anh cũng hiểu, cho nên là anh cũng muốn chia sẻ thật với em để em xem là bây giờ mình cùng kiểu tính chất là xây dựng để gia đình đó. Thì là anh muốn là bây giờ là ngoài một tuần mình đi chơi bao nhiêu buổi ra thì là bây giờ là mình sẽ cùng nhau đi siêu thị, cùng nấu nướng để tạo một cái kiểu như là mái ấm gia đình. Đó, tại vì anh cũng muốn là kiểu dạng như là xây dựng để lập gia đình kết hôn. Lúc đấy anh cũng 42 rồi ạ. Đó, thì là anh nói thế thì em phản ứng luôn. Tại vì em bảo là thứ nhất là em từ đó đến giờ là em không thích nấu ăn, em ghét nấu ăn là khác, em không phải là mẫu người là thích vào bếp đó, em là mẫu người là thích công việc, làm việc kiếm ra tiền. Thì em thấy rằng là bây giờ cuộc sống nó phát triển rồi,
phụ nữ cũng như đàn ông giống như Singapore, phụ nữ đâu phải nấu ăn đâu. Em ấy lấy ví dụ là như thế, rất đơn giản thôi, và người bên Sing họ cũng rất là thoải mái với điều đó. Cho nên là em thấy là mình kiếm ra tiền thì tiền đồ ăn mình có thể một là order về, hai là mình đi ăn hàng, cũng như là em bây giờ với anh này suốt ngày đi ăn nhà hàng thôi, mình có tiền mà. Nữa thì mình có thể thuê giúp việc cũng không vấn đề gì cả, bởi vì là chuyện đấy cũng là chuyện rất bình thường thôi. Mình có tiền thì mình sử dụng đồng tiền sao cho nó hợp lý, và người ta phục vụ mình cũng là cái em thấy là điều rất bình thường. Nhưng mà ông xã em thì không đồng ý, tức là anh nói là em về tính anh ấy, anh không hề, anh lớn tuổi hơn em nhiều nhưng mà anh thì không hề, tức là khó tính, hay là anh hiểu như gia trưởng là cơm ăn ba bữa rồi là phải là đủ ngày mấy món thế nọ thế kia, đối món là không hề có. Nhà anh thì cũng neo người, bố mẹ thì cũng mất hết cả rồi đó, mà chị thì cũng không ở chung, tức là ở tự do mình rất là thoải mái. Nhưng mà có điều là anh muốn là ví dụ như mình có tính chất gia đình để mai mốt mình còn có con có cái, mình còn phải giáo dục em, nhìn thấy không, em không có mẹ kèm cặp em thấy em thiệt thòi không? Đây là những cái nói thứ... nói tóm lại là hai vợ chồng gây nhau chỉ vì cái chuyện đó thôi, dạ, đúng không? Chuyện đó mà là và suýt chia tay, suýt chia tay, suýt chia tay chia chân luôn. Cũng dạ, cũng chỉ là một phần coi là dọa thôi. Em thực ra thì em lúc đó là cũng là có cái sự gắn kết rồi mấy tháng rời với nhau, thì em cũng thương quá, nhưng mà em nếu mà phải có dùng nhiều biện pháp chứ, phải dạy nó chứ. Dạ vâng. Nhiều biện pháp, tức là thực ra thì em cũng khuyến khích, nhưng mà sau cuối cùng rằng là thực ra cho đến giờ phút này ấy, khi mà để em bé đầu tiên đến một gần năm sau, tức là dần dần, tức là em khuyến khích, thế rồi là cả bà chị em cũng khuyến khích, thế là tạo cho một cái không gian bếp đẹp, rồi là tạo cho bạn có một cái có nhiều sự yêu thích dần dần, thế rồi cuối cùng tự nhiên bây giờ là dạ, lên cả một cái album, lên cả một cái album là biết nấu ăn mà nấu rất ngon. Đấy, nấu rất nhiều món. Quá tuyệt vời. Nghĩa là bây giờ là 3 tháng sau, tức là cái chuyện nó xảy ra là lúc mà 3 tháng yêu nhau đó đúng không? Đến tháng 3. Dạ. Thế xong đấy thì là mình chắc là phát hiện đấy. Thực ra rất bướng, mới không nghe đâu. Dạ. Thế nhưng mà em biết là cái con người này là phải có thời gian. Thế nên là sẽ em bảo là không nghe thì từ từ em sẽ hướng dẫn từ từ. Nhưng mà chắc có lẽ là lúc đó là phát hiện mình có em bé chưa? Nhưng mà chưa. Chính ra bạn này lại có một cái tính này. Chính vì em chiều, chính vì em nghĩ là em bỏ qua cho chuyện đó thì lại nghĩ rằng là sẽ được nước rồi, thì bắt đầu về nói với cô bạn anh yêu tao rồi, anh như thế này kia. Thế nhưng mà rồi cô xui là bây giờ phải bỏ thử. Tức là khi nghĩ em ngấm đòn rồi bắt đầu dọc bỏ, đòi bỏ. Tuy nhiên về đang ở với nhau vui vẻ đây, xong bảo là thôi em phải dọn về rồi để em suy nghĩ lại cái mối quan hệ của mình. Thế rồi cuối cùng lại nhắn thêm cái tin là anh ơi, em nghĩ rằng là chúng mình không hợp nhau đâu, chúng mình cần phải suy xét lại và em muốn chấm dứt. Em bảo là em của em nghĩ tới đây, em nghĩ vào rõ ràng mình không có lỗi gì, mình đang giúp cô ấy, mình đang muốn thay đổi cục diện và mình cũng muốn xây dựng với bạn ấy, thì mình đưa ra cái tính xây dựng mà trong câu chuyện của mình. Thế nhưng mà bạn ấy làm như thế thì tự nhiên em cảm thấy hụt hẫng. Hụt hẫng nên là em bảo là ok, bây giờ bạn thích bỏ đi, tôi đồng ý. Nhưng mà okay, đủ chiêu trò cả. Tổn thương. Rồi sao? Đủ chiêu trò. Rồi sao? Chứ ok thì rồi sao? Dạ, rồi bắt đầu tự dưng thấy chột. Thấy là hết hồn chứ gì nữa. Thấy là mình hơi quá rồi. Tức là đi qua, tức là khi nói ra tin nhắn như vậy là anh cũng hỏi là tại sao em lại như thế? Anh thấy đang bình thường. Nhưng mà kiểu thấy là thấy hỏi lại thấy mình lại nghĩ rằng là có vẻ sợ bất bình đây, thì mình phải làm tới đi, làm căng lên, làm nữa đi để xem là muốn như nào nữa đấy, để xem là có theo bằng được không. Thế là mình cũng nhất quyết là không, em nghĩ là dừng lại đi. Em cảm thấy là ngay cái việc mà quan điểm về chung sống lại em đã thấy là không phù hợp rồi. Em nghĩ lại rồi, em thấy là anh áp đặt em thế nọ thế kia, tự dưng mình nói thì anh ấy cảm thấy là anh ấy bị tổn thương, tức là anh Thế rồi sau thì sao? Rồi sau đó thì chính em là cái người phải dạ vâng, anh ấy bỏ đi Hà Nội ạ. Tắt máy và bỏ đi Hà Nội luôn. Thế rồi là bao lâu thì hồi lại? Dạ thế là em phải theo ra Hà Nội luôn ạ. ok đợi xíu thay mic rồi bây giờ mình vô luôn cái phần kia nghe. Dạ. phần cái đó đụng vô alo rồi. Như vậy là hai vợ chồng là cưới nhau cho tới bây giờ là 6 năm dạ, từ năm 2017 ạ. 6 năm rồi ạ. Quen 2016 rồi, nhưng mà trước đó là quen quen được 7 tháng dạ, 7 tháng bé. 6 năm cưới được rồi. 6 năm 7 tháng về ở với nhau, về thì có những cái tật xấu gì nó lòi ra không, với một người đàn ông mà cái như là lớn hơn mình chừng ấy tuổi dạ. Cái này cho ông xã em nói trước đâu ai cũng có phần hết đã. Em nói trước đi thì em nói trước mẹ nói đi dạ vâng. Tật xấu thì thực ra anh này có một cái tật là tức là
hút thuốc lá, hút thuốc lá nhiều ạ. Tức là cứ em không thích mùi thuốc lá đâu. Trên hồi yêu nhau thì là cũng có bỏ một thời gian đấy, chắc là kiểu dạng như là nịnh mình tí thôi. Sau về thì mình có bầu thì cũng bỏ. Cứ đến lúc khoảng con được khoảng 2 tuổi đi học thì lại hút lại. Cằn nhằn nhiều lắm mà vẫn cứ hút lại và hút nhiều hơn, nhiều hơn. Chịu không nổi đúng không? Vâng, nhớ. Mà đến bé thứ hai đấy, lúc có bầu thì bỏ. Bỏ được từ lúc có bầu đến lúc bé được 2 tuổi đi học lại hút lại. Lại hút lại và lại nhiều hơn. Lại nhiều hơn. À là hai đứa đủ nếp đủ tẻ hết à? Dạ không ạ, hai bé gái ạ. Một bé 5 tuổi và một bé 2 tuổi ạ. Rồi hút thuốc, rồi còn tật xấu gì nữa? À, một tật xấu nữa là anh này ví dụ như kiểu là thực ra vợ chồng em thì rất hợp nhau, đi đâu là cũng có nhau hết. Anh này thì không có ăn nhậu gì hay là không có đi chơi kiểu đi đá bóng đá banh gì hết, nhưng mà kiểu dạng như là anh ấy thích là kiểu như cái bệnh kiểu tính là anh ấy trẻ hơn tuổi anh cứ hay hớn hơi quá. À hớn là hớn à, tức là hớn hai vợ chồng em đối lập nhau, tức là một người thì ít tuổi, một người nhiều tuổi, nhưng em nhiều tuổi thì em lại giống như một đứa trẻ. À, em thích nghe nhạc mạnh. Chỉ ba mấy thôi ạ. Em thích đi chơi, thích nghe nhạc mạnh. Còn bạn này thích nghe êm dịu. Nhưng mà anh Sơn là cũng là tập gym thường xuyên mà đúng không? Dân thể thao mà. Thực ra thì mình không phải là tập theo kiểu rằng là gym mà mình tập tay không thôi. Tự tập thôi. Tự tập. Rồi tiếp nữa là hớn này, hớn hay kiểu như ông trêu mình quá mức, cứ trêu để mình phải bực mình lên rồi trêu con, trêu con khóc lên thì thôi. Đấy là tính kiểu như thế. Hoặc là có cái tính xấu ở dạng như kiểu là hơi kỳ kỳ, ví dụ như là vợ thì trẻ, nhu cầu đòi hỏi thì cũng cao chẳng hạn, nhưng mà anh này là ví dụ như là rằm mùng 1 ngày mưa bão sấm chớp là nhất quyết là không xơi. Nhất quyết nha. Tức là tại vì người ta là về phong thủy. Phong thủy đấy, dạ là về rằm 30. Mùng 1 ngày rằm rồi là ngày mưa bão sấm chớp. Còn có khi là trước đám giỗ nữa cơ. Trước đám giỗ của thất bát các cụ. Trước đám giỗ các cụ là không đấy. Kiểu có tí tâm linh là tránh. Đúng rồi, các cụ không thích đâu. Hoặc là ví dụ như kiểu là rồi lúc yêu nhau em thấy cái tính là rất lạ luôn. Ví dụ như kiểu là mình ví dụ như mình khi mình ngủ xong tại mình muốn nằm ngủ luôn. Mình nhưng mà anh này thì không, anh này là phải dậy, lôi dậy bằng được. Đi ăn, đi uống, xách xe ra ngoài, đi uống cà phê, đi ăn, đi uống, đi trò chuyện, trao đổi. Bây giờ có con chẳng hạn thì không ra ngoài được thì vợ chồng vẫn phải đi lên nhà đi uống ly rượu hoặc là nhâm nhi một cái gì đấy. Xong rồi là vâng, xong rồi chứ không cho ngủ luôn. Không cho ngủ luôn à? Đây mệt cũng không cho ngủ. Ông biết bây giờ ông về lấy tinh hoa của trời đất đổ đắp vào đấy. Đúng rồi. Chính xác. Đúng không? Mình như toát ra mình sợ là mình tổn hao chân khí rồi, bây giờ mình phải lấy tinh hoa của trời đất bù đắp lại liền. Sợ nhất là đến lúc nào đó kêu hai vợ chồng ra thiền. Không, thực ra thì em có đọc cũng nghiên cứu qua sách của Trung Quốc ấy. Thì thực ra đàn ông có những ngày đó, ngày trăng tròn ấy, những ngày khuyết ấy, thì là cũng nên tránh, hoặc là những ngày mưa giông bão đó thì là mình nên để làm sao giữ được cái thể trạng thì của đấy, mình đấy. Nó bị nó sẽ mất chân khí đấy. Cho nên là mình bán thì không bao giờ khoa học. Cho nên là những người mà về võ thuật ý, yeah. Võ thuật ý là người ta cũng thế đấy. Tổn hao chân khí là võ đấy, cũng thế đấy. Thế nhưng mà em toàn bị lừa thôi. Hay nhưng mà lâu bị lừa đâu? Giống như siêu vi xe, ô quên cái gì, sốt siêu vi. Tức là này, em nhiều khi mình cũng không thể nào mà mình tính ngày tính tháng rồi là những cái chuyện mình tránh được. Thế nhưng mà bán thí dụ bán biết là em quên, bán biết là ngày mai mùng 1 thì đêm hôm nay bắt đầu bán lừa trò. Lừa trò xong rồi bắt đầu bán bảo là anh biết hôm nay ngày bao nhiêu không? Ngày mùng 1 đầu tháng đấy. Thế là em tẽ tò, em không làm gì được. Đó. Xong rồi. Chị kia đã xong rồi. Xong rồi. Rồi có nghĩa là thôi cái đấy mình đừng có xếp vào tật xấu. À thế ạ. Cái đấy là do tính người ta, chứ lại nó cũng liên quan đến công việc nữa. Đấy, liên quan công việc người ta là. Rồi như vậy là hút thuốc nè. Hớn. Hớn, dạ vâng. Rồi, bỏ cái đó ra. Rồi bây giờ mong muốn anh thay đổi điều gì? Em muốn. Mong muốn là bởi vì là anh thì cái phổi hơi yếu nên cũng chỉ mong là anh tức là cố gắng là bỏ được thuốc đi. Chính xác. Với lại anh kiểu lớn hơn em nhiều tuổi, con thì nhỏ nữa. Tốt nhất là mình bỏ được thì bỏ luôn đi anh Sơn. Bỏ luôn đi. Đúng rồi. Em ạ. Không, mình bớt. Đẹp. Mình bớt từ con từ. Con ngoan. Mình bớt từ từ. Giữ cái lá phổi đi. Đừng có để cho thằng khác nó hưởng. Nhỏ. Dạ đúng rồi. Em văn minh lắm. Em có nói là thôi em cứ cuộc sống của mình ấy, hạnh phúc thì 10 năm, 20 năm nhiều càng tốt. Nhưng mà nếu như trong vòng 10 năm ấy mà em cảm thấy, hoặc là đến năm thứ 20 mà em cảm thấy rằng là không ổn nữa rồi, em không còn yêu anh nữa, thì anh vẫn có cho em được giải phóng để em làm bạn chia sẻ. Chia sẻ. Nói thế. Chứ, thế thì bây giờ ai mà nỡ lòng. Sẵn em kể cái tật xấu của nó nghe xem là. Có nhiều không anh Sơn ấy? Thực ra thì vợ em cái tật xấu nó cũng không có cái gì cả, chỉ có điều là không chịu, tức là lười. Nói chung là một chữ lười, lười ăn, lười uống,
lười đi ngủ sớm, lười dậy sớm, lười tập thể dục, lười tập thể dục. Nói chung là tất cả những cái đấy trong sinh hoạt, tức là em vẫn luôn phải nhắc. Nên nhiều lúc em như là một ông bố của ba đứa con gái, là em phải nhắc, tức là phải xếp lịch theo giờ. Có như là lười vận hành, lười vận hành. Có mỗi cái chuyện kia là không lười thôi, mỗi cái chuyện kia là không lười thôi, còn đâu lười cả. cháu nó bây giờ cũng đang tuổi ăn tuổi lớn. Đây, phải đợi, tự nhiên phải đợi nhắc nhở. Luôn luôn phải chờ sự nhắc nhở, trừ chuyện kia. Ví dụ kiểu là em thích là kiểu dạng như là trái cây là chồng phải bóc cho ăn cơ, sữa chua phải đút cho ăn chẳng hạn, thế mình thích thì thích kiểu như thế. Thực ra anh ấy cũng rất là chiều thôi, nhưng dạng kiểu như anh ấy nói là em phải tự giác, nếu như không có anh chẳng hạn, hoặc là như kiểu em phải dậy sớm, phải tập thể dục đi chứ không có sức khỏe không có thì sẽ rất là thiệt, không có làm gì hết. Như cái chuyện mà ngày trước em có nói rằng là anh không tiếc là cái chuyện mà thuê giúp việc nhà em, thì thực sự ở trong nhà lúc thì có hai giúp việc cơ. Thế nhưng mà em nói rằng là trong cuộc sống là mình không thể nào mà mình cứ bị phụ thuộc đấy, người khác, cho nên mình phải tự giác cho bản thân bản thân mình, cũng như là cái việc mà em nấu nướng ấy, sau này con cái cũng có con gái thì nó học từ cái tấm gương của bố mẹ. Đó, thế là đây rồi, là cái rồi có gì tính nữa đấy nào? Là sếp và tính xấu nhá. Lười đấy, lười rồi còn gì nữa nào? Gì nữa nào? Thực ra thì em thấy rằng là chỉ có mỗi lười thôi là cái điều mà em cần vợ em thay đổi thôi. Rồi không, bây giờ anh Sơn có ghen không, có ghen với em không bây giờ, còn ghen không? Nói chung là bị sở hữu, mắc bệnh sở hữu cao. Tức là em đi một bước quản lý rồi, nói chung là quản lý điện thoại, quản lý từng tí một đấy. Thấy chưa, em... chị không nhắc là em quên rồi đấy, đúng không? Em thấy em bị gò bó, em bảo là em tiếp tục gò bó như này là anh không chịu nổi. Là có đúng không? Cho nên là đôi khi em đi nhá, em bảo là anh muốn ra ngoài chỉ ở cà phê, anh ngồi anh suy nghĩ công việc một chút thôi, khoảng một tiếng thôi, thì anh sẽ về, em đừng có làm phiền, đừng gọi, nhưng mà nó gọi dối lên. Cho nên chị thỉnh thoảng em có đi nhưng em sẽ để điện thoại ở nhà. Không thể gọi được. Nhưng mà cho em giải thích một điều này, bởi vì là em muốn nói thanh minh một chút xíu, tức là không phải là mình ghen theo kiểu là mình sợ ông đi ra ngoài ông bồ bịch trai gái gì, tại vì sống với nhau từ đấy năm em biết tính anh ấy. Nhưng mà có điều là tức là như này, bởi vì nhà em thì bố mẹ hai bên mất cả, không ai có, không có ông bà, thì mình đã thấy là mình sống là lúc mình sinh em bé là mình phải phụ thuộc giúp việc rồi đó, thế cho nên mình cũng nói nhà thì neo người. Thế nên là nếu anh mà đi ra ngoài như thế mà anh không mang theo điện thoại, thì em chỉ nói là lỡ không may ra đường mà có va quệt, mình đi rất cẩn thận nhưng người ta va vào mình, không may có xảy ra chuyện gì, sau lưng còn vợ dại con thơ như này là rất là nguy hiểm. Nhà người ta mà có xảy ra ốm đau hoặc là vào viện hay gì thì có ông bà đỡ đần, nhưng nhà mình là không có ai nha. Đấy, cho nên là anh cũng phải suy nghĩ rất kỹ về thì cái tức đó. Là bắt phải mang điện thoại đi gì. Nói chung là một lý do để trói buộc. Đúng rồi, cái này lý do quá rồi. Gấm tôi thử biết. Ôi giời ơi. Như vậy là có hai tập ta. Bây giờ mong muốn vợ thay đổi điều gì? Một cái là lười nè, cái là ghen nè. Sở hữu chứ không phải ghen. Sở hữu chiếm đoạt đấy. Nghĩa là không được dùng từ ghen đúng không? Thì anh muốn vợ thay đổi điều gì? Thực ra thì anh chỉ mong rằng là em một ngày em sẽ có tất cả những cái lịch để làm sao mà cho cái giờ giấc cho đúng cho chính bản thân mình, thì tập luyện này rồi giờ giấc công việc này cho con cái này, nó có một cái giờ giấc nó có lịch. Đấy là cái điều em mong muốn. Là sắp xếp, dạ, sắp xếp công việc ở cách nhà hợp lý, dạ, đúng không? Ông xã làm hết cho em, không phải làm gì thì ông chiều. Không, chị thấy là cái mong muốn của ông xã em là chính xác đấy. Bởi vì người ta nói sao ta, cái nhà mà ấm hay không là do cái bếp ấy. Thế mà cái bếp là hình ảnh của cái người phụ nữ đấy. Thành ra là sau này những cái việc nhà mình phải quán xuyến hết. Từ chi tiêu cho đến sắp xếp đồ đạc. Rồi cân đong đo đếm, ngay cả cái sức khỏe rồi là của con cái, của chồng mình đều như thế hết. Tức là cố gắng tập. Đúng rồi, cố gắng tập đi. Mà bây giờ có ông thầy ngay kế bên thì ta phải ăn cắp nghề của ông ấy ngay chứ. Đúng không? Đó, cho nên là thôi thì chị thấy cũng đúng. Thế còn vợ mong muốn em bỏ thuốc, chị thấy hoàn toàn chính xác đấy. Em ơi, em còn trẻ lắm nhá. Mà vợ em nó đẹp quá em ạ. Cho nên rằng thì là không dạy gì phải nhường cho thằng nào đâu em nhé. Rồi, xin cảm ơn hai vợ chồng đã đến đây chia sẻ câu chuyện nha.